Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Và ở tập trước, mình đã chính thức chinh phục được cái cây chùy này bằng sức mạnh thực sự của nó các bạn ạ. One shot cả một con hoa đành cực kỳ nguy hiểm. Và trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ mang cái chùy này đi khám phá ở nhiều vùng đất. Và quan trọng hơn là thu thập thật là nhiều ngọc Ender mang về để chúng ta chế tạo thành cái mắt của Ender. Và chắc chắn rồi, có con mắt đó mình sẽ đi tìm rồng Ender và test sức mạnh luôn các bạn ơi. Để coi coi hiện tại trong nhà mình đang có đâu đó là cỡ 5 cái ngọc Ender à. Không có quá nhiều ha. Ok, nhưng mà không sao, bữa nay mình sẽ đi qua vùng sa mạc. Chỗ đó buổi tối cũng dễ gặp Enderman lắm các bạn ơi. Sẵn tiện khám phá vùng sa mạc luôn. Tại vì hình như mình chưa có tìm được cái kim tự tháp ở ngoài sa mạc á. Ok, tranh thủ trời còn sáng nè, đi sớm về sớm các bạn ơi. Lần trước á, mình đi ngang cái vùng sa mạc này, thế nhưng chưa có gặp bất kỳ một cái kim tự tháp nào hết các bạn à. Thành thử ra là bữa nay mình sẽ đi xa hơn. Ồ, mình vừa mở được một cái thành tựu, ai cần tên lửa kìa. Đại khái là dùng cái cầu gió để phóng lên cao cỡ 8 ô ha. Wow, có hẳn một cái thành tựu riêng cho cái cầu gió luôn á các bạn à. Nó nằm ở đâu ta? Ở trên này à? À đây nè. À, ok. Rồi, giờ thì thử... lần trước mình đi về hướng bên kia rồi đúng không? Chuyến này mình sẽ thử đi xéo về hướng bên này coi. Bên này có vẻ sa mạc nó vẫn còn khá là rộng nè các bạn ơi. Hello bé thỏ. Bên này lại có thêm một cái cánh rừng nhiệt đới các bạn. Và thêm một cái tàn tích cổng đường ngọc luôn. Liệu rằng trong đó có trái táo vàng enchant hay không đây? Chuẩn bị. À, không có rồi. Hơi sukana ha. Ừ ha, nhìn cái ủng vàng này mình mới nhớ là cái ủng của mình hiện tại chưa có cái dòng giảm sát thương khi rơi các bạn ơi. Thành thử ra là có thể trong tương lai mình phải tìm cái dòng giảm sát thương khi rơi thôi. Chứ cầm cầu gió này bay nhảy như vậy nè, lỡ xui xui nó hết tác dụng của cầu gió, nó rớt cái bẹp một phát là gãy chân như chơi á. Nên là cũng phải thiệt là cẩn thận các bạn à. Có vẻ là bên này không có kim tự tháp luôn rồi. Trời ơi, đi từ trưa cho tới tối luôn rồi đó mà chưa thấy kim tự tháp các bạn. Không lẽ mình xui tới mất nguyên cái sa mạc rộng lớn này mà không có kim tự tháp đâu sao ta? Để mình thử leo núi đi. Mình thấy cái núi này cũng khá là cao các bạn. Cái nữa. Rồi, lên đỉnh luôn. Trên này thì mình sẽ quan sát 360 độ ha. Ngay phía sau ngọn núi này là một cái kim tự tháp này các bạn ơi. Yo, được thật sự nha. Đó, các bạn hiểu lý do tại sao mình cần cái dòng giảm sát thương khi rơi chưa? Cái giò mình như con ngựa vậy đó, tối ngày bay nhảy quá trời quá đất luôn à, không tránh được mấy cái tình huống như vậy ha. Anyeonghaseyo, khỏe không bạn ơi? Nice, đâu ra cái con zombie nó rình sẵn mình các bạn ạ. Mình biết ý đồ của nó rồi, nó đứng ngoài này nè, nó canh canh lúc mình đi ra, nó ngoài này nó sẽ kiểu hút hò như vậy đó các bạn à. Nhưng mà nó đâu biết được mình đã thấy nó. Oh my god. Ủy, nhưng mà khoan, ví dụ mình chọi cái cầu gió xuống dưới là nó sẽ kích hoạt bơm đúng không? Vậy thôi, không chọi đâu, dùng xô nước. Nhưng mà thất bại. Rồi, dưới này nó có bơm cho nên là mình sẽ lấy hết bơm ha. Miễn phí nên là mang về thôi. Và trong rương thì sao? Có thêm một ít cái đồ lặt vặt cho mình nè. Thuốc súng thì mình nên lấy ha, sau này chắc mình sẽ còn đó các bạn. Và mẫu rèn kiểu đụn cát, khá ngon. À, mắt nhện cũng lấy luôn nha, mốt cho mấy em tatu ăn. Bên này, sách gì đây? Trời ơi, sách lời nguyền ạ. Rương cuối cùng cũng không có gì giá trị luôn rồi các bạn ơi. Nè, cũng như không. Thôi, đi lên vậy. Trời ơi. Rồi, ra ngoài thôi. Mình sẽ đi tiếp qua hướng bên này ha. Có vẻ là tiềm năng á các bạn ơi. Ở đâu? Hướng bên này mới đúng chứ. Hướng bên này là tiếp tục dùng sa mạc nè. Nhưng mà mình có nên vô rừng luôn không ta? Tại vì trong rừng cũng có mấy cái ngôi đền đó các bạn.
Mình thì chưa phát hiện một cái ngôi đền trong rừng nào hết, cho nên là cũng muốn tìm một cái ngôi đền thử ha. Nhưng mà cánh rừng này có vẻ cũng không bự lắm các bạn ơi. Ây dù, ui, thời trang phong cách thế nhờ. Được thôi, tiếp chưa đi. Ôi dạ. Một lát coi. Quê sệ thiệt chứ. Nhưng mà không sao, lần hai thì mình đã hạ gục được nó ha. Ui, lại thêm một thanh niên zombie phong cách nữa. Được thôi. Ui, kỳ thế nhờ. Lúc quan trọng toàn hụt không à. Và nãy giờ mình vẫn chưa thực hiện được cái combo đó, đó chính là nhảy liên hoàn đó các bạn. Mình có được cái dòng phong bọc cấp độ 1 nè, nhưng mà chưa có test thành công đó ha. Đây, bên đây mình thấy có nhiều quái nè, mình sẽ tập tành test cái dòng phong bọc coi. Ok, thử nè. Ui, rất khó luôn các bạn ơi. Kỹ thuật này chắc phải tập luyện nhiều hơn nữa. Đây. Đây nè. Wow. Quá đã các bạn ơi. Ê thú vị nha, chiến đấu theo kiểu liên tục ở trên không như vậy á, rất là ngầu các bạn ạ. Đã thật sự. Tiếp tục nè. Nè, đây rồi. Không biết các bạn đã thực hiện cái combo phong bọc này nhiều nhất là bao nhiêu lần. Mình nãy giờ là nhiều nhất được 3 lần thôi các bạn ạ. Khá là non. Nhưng mà không sao, cái đó thì luyện từ từ ha. Rồi xong luôn rồi. Mình đã khám phá hết cái chỗ sa mạc này và chỉ phát hiện đúng một cái kim tự tháp mà các bạn ơi. Ok, nếu vậy thì thôi chắc mình vô rừng đi. Khám phá sa mạc xong rồi vô rừng là đẹp á. Kiếm cái ngôi đền trong rừng ha. Là có một cái chuyến đi phiêu lưu đầu ngày tuyệt vời ha. Mong là như vậy thôi. Trên này mình nhìn xuống thì vẫn không thấy những cái ngôi đền trong rừng ha. Mình thấy có một ngôi làng ở phía đằng kia các bạn ơi. Có ngôi làng thì mình qua mình ghé làng, báo làng một đêm. Không phải ngôi làng nào cũng được mình báo đâu nha, vinh hạnh cho làng lắm á. Rồi, để mình vô coi có con zombie nào nó canh me, canh chua dân làng không á. Giúp đỡ dân làng liền. Ý, có nhà bác thợ rèn luôn kìa. Kìa. Tụi nó canh me, canh chua ở dưới các bạn ơi. Thôi được rồi, tiếp chiêu nè. Nháp thôi. Nó. Sợ chưa nhóc cu. Ui dạ. Tin múa một xíu nhưng mà không thành công lắm. Xong phê. Nhóm zombie này đã bị mình quét sạch ha. Giờ thì lên trên nhà bác thợ rèn coi. Để coi trên đó cho mình cái gì nào. Biết đâu bất ngờ bác dân làng này sẽ cất kim cương bên trong. À không, có sắt thôi các bạn ơi, với một cặp táo ha, chắc không có dai đâu. Ok, giờ thì mình sẽ kiếm một cái nhà nào đó có cái giường để mình qua đêm luôn ha. Ui trời, cũng sắp sáng luôn rồi các bạn ơi. Tự nhiên mình hết buồn ngủ các bạn ơi. Trời ơi, đụng đầu. Mình thấy cái gì vàng vàng ở đây nè các bạn ạ. Ây da. Trời, con zombie nó định chơm cái chuông của dân làng. Oh my god. Mình sẽ giúp dân làng bảo vệ cái chuông các bạn ơi. Thấy chưa? Lỡ ngớ là mấy con zombie nó vô nó lụm cái chuông liền. Ok. Có vẻ là clear rồi đó. Trời cũng sáng rồi. Chắc mình khỏi ngủ luôn các bạn. Full giáp vàng. Giáp vàng hả? Để coi chịu nổi một chuyện của ta không. Ý à. Wow. What thiệt các bạn ơi. Và có một điều đáng tiếc tiếp theo là trong suốt cái hành trình từ nãy tới giờ chưa có gặp Enderman nào hết các bạn. Ủa, alo, tính ra đi tìm Ngọc Ender luôn á mà không có gặp Enderman, lấy đâu ra Ngọc Ender giờ. Chắc mình phải về mình sửa lại cái kiếm này quá. Với cả là enchant cho nó thêm cái dòng nhặt đó các bạn, để tăng cái khả năng nhặt được Ngọc Ender hơn á. Rồi sau đó mình sẽ đổi khu vực tìm kiếm Enderman luôn. Mình không tìm bên Overworld nữa các bạn. Đi qua địa ngục đi. Nhưng mà trước đó để mình qua đây coi cái tàn tích cổng địa ngục này. Cho mình cặp táo. Táo vàng luôn các bạn, khá êm. Trước tiên là check qua coi mình còn có 15 viên kim cương rồi các bạn ơi. Riết rồi, nghèo dã man luôn á, trời đất ơi. Ok, giờ mình sẽ làm một cái kiếp. Khoan. Lát, não mình hơi lát xíu.
Đây, đổi ra que cái nè. Trời ơi, lấy que của quỷ gió chế tạo kiếm à, đời mới thì chứ. Rồi, xong phen. Mình sẽ có được một cây kiếm kim cương mới. Bây giờ thì hy vọng là nó sẽ ra cái dòng nhạc cho mình nha. Để coi coi có hay không đây. Quét cảnh khá tốt nha. Có nhạc nữa là đẹp. À no, phải tách nó ra rồi. Sắc bén 3. No, chậm hỏng 3. No, gây cháy 2. Nà, nhạc 2. Ờ, tại sao không phải là nhạc 3? Ờ. Ý trời rồi. Thôi được. Giờ thì sẵn mình còn một ít kinh nghiệm nè. Ghép mấy cây kiếm này lại với nhau đi các bạn ơi. Rồi, trước mắt là có sắc bén 5, quét cảnh 3. Cho thêm nhạc 2 nữa, lụm gạo ha. Kệ, có nhạc còn đỡ hơn không các bạn ơi. Ok, giờ thì đi qua địa ngục. Hy vọng là chuyến này trở lại địa ngục á, mình sẽ may mắn hơn so với ở trên thế giới thường ha. Thường á, mình thấy Enderman hay xuất hiện nhất là ở cái vùng cát linh hồn á các bạn ơi. Ừ, thành thử ra là mình phải đi hơi xa một xíu á, tại cái chỗ đó cũng cách cái cổng mình tương đối xa. Ừ, cái gì? Con đuôi vậy? Nhóc đó chạy thôi, hết hồn hết vía. Tưởng đâu mới qua mà dí mình rồi. Ô mày chuối thiệt. Đúng là gây thù chú quán cho nhiều vô rồi có tật giật mình. Nó xuống luôn hả? Trời ơi mấy con này chiến vậy. Hình như mình gây thù chú quán ở bên địa ngục này hơi nhiều các bạn ạ. Trời ơi người ta đang gình gình mà. Thì cái tình. Đang tính gình gình bụp cái Enderman này. Để coi coi. Enderman đầu tiên trong ngày. Ôi dạ. Chúng ta sẽ có được Ngọc Ender hay không? Ủa đâu rồi? Yes. Có rồi các bạn ơi. Một Ngọc Ender. Ôi dạ, ôi dạ. Nhưng mà không ổn rồi. Mình đang bị dí ghê quá. Nào nào, thích dí ai? Thích dí ai hả? Thích dí hả? Cứ ép người ta thôi. Ôi, ở dưới con gác gần thế. Bắn nó luôn. Kìa, con gáp nó đang tắm nhung nham kìa các bạn. Xử nó nào. Headshot. Uầy, đã vậy nó còn rơi ra nước mắt gas nữa. Rồi xong, xác định. Bắn ai? Vậy mà bắn nữa anh bạn ơi. Hello. Rồi, mình lượm cái nước mắt gas này đi. Sau đó đi tìm Enderman tiếp thôi. Wow. Cặp đầu Enderman đằng kia luôn kìa các bạn ơi. Được vậy ta. Bắn bắn cái gì? Đi nhẹ, nói khẽ, cười hề hề với mấy anh. Ê, từ. Enderman này cái đã. Ok. Yes, một ngọc nữa các bạn ơi. Chưa có anh nào rơi ra hai ngọc hết ta. Ồ, đây nè. Cái anh này mới rơi ra hai ngọc nè. Khá ngon. Với cái đà này thì mình nghĩ không lâu đâu. Ở đây. Gặp thêm một anh Enderman nữa nè. À, được ấy chứ. Tiếp tục. Yay. What the hell? Hả? Ngay đây có một cái bá sền luôn các bạn ơi. Có lý vậy. Ôi trời. Vậy mà hút. Ok. À đây rồi. Nếu vậy thì được thôi. Mình sẽ lần mò vô bá sền và quẩy ha. Wow, cái bá sền này cũng khá là bự đó các bạn ơi. Lấy tí block trước cái đã. Tiếp theo thì Từ. Né xíu. Đặt block và áp sát thôi. Ê, không có con nào bắn vô mông nha. Ok, đừng có bắn nha. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Rồi. Đừng có bắn mà, trẻ ơi. Người ta nói rồi. Ok, double kill rồi các bạn ơi. Lại đây. Thích thì bá vô đây. Ây dạ, ôi. Nào. Ui, hụt nữa rồi. Oh no. Yeah. Ui, chưa hạ gục nữa hả? Trâu vậy. Bye. Ok. Vẫn ổn các bạn ơi. Rương đầu tiên. Ừ, có thêm một ít cái đồ lặt vặt nè. Bên kia có rương đôi luôn các bạn ơi. Ồ, bình tĩnh. Con gáp kia. Banh xác. Trời ơi, hộp. Thôi cạn nó đi. Lút rương trước các bạn ơi. À, vẫn không có mảnh vỡ cổ đại hay là foil netherite gì hết ha. Tu thiệt. Ồ, bên đây thì có vụn netherite. Để nhạc big step nữa nè. Làm luôn. Ui, trời ơi, dưới đông vậy. What the hell. Ê, chậm vậy là cũng có lý lắm nha. Ý chú. Ây da. Ui
ui. Ây da. Trời. Mình tính đánh một lượt cả đống tên á, nhưng mà có vẻ thất bại các bạn ơi. Đây nè. I believe I can fly. Đã nha, được bay lên trời luôn nha. Thích rồi đấy. Ok, nữa cơ. Ok, liều bao nhiêu? Đây nè. Bye bye. Ủa? Bye bye. Công nhận có cây chùy á, đánh nhau ở những cái địa hình mà nó cao cao như vậy thích thiệt các bạn ơi. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển qua hướng bên này để chúng ta tiếp tục khám phá cái bát sành này ha. Kìa, có khói vàng rải rác kìa. Ồ, có rương luôn. Ok đấy chứ. Cẩn thận nha, ở dưới hơi nguy hiểm á các bạn. Ui, có vàng thôi à. Ui, giống như nó sắp bắn mình vậy. Bình tĩnh. Ui, có mẫu rèn mới nữa nè. Ây da. Ôi trời, đó. Biết ngay mà có con nó gần rồi. Ây da. Ui, đi chỗ khác đi. Ây da. Không ổn rồi. Kiếm đường giọt thôi các bạn ơi. Ê. Ê trời, thôi xong rồi, mình lỡ nhìn vô enemy rồi. Hả, anh qua đây luôn rồi. Được thôi, qua đây thì tôi tiếp chiêu luôn. Hello. Ok, xanh chín nha. Được. Anh không dịch chuyển các bạn. Rồi, chúng ta đã có được 8 ngọc Ender rồi các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ạ. Ở dưới này lâu quá cũng nguy hiểm phết đấy, không đùa đâu. À, nhưng mà trước khi về thì có thể là mình sẽ đi trở lại cái pháo đài địa ngục. Chủ yếu là mình lấy thêm mấy cái que quỷ lửa. À đây rồi. Spawner của quỷ lửa đây luôn. Lấy kiếm nhặt mà farm ha các bạn. Ui dạ. Cháy quá. Về tới nhà, việc đầu tiên mình làm là gom hết số ngọc Ender mình có. 13 ngọc các bạn ơi. Cũng khá là ok. Kết hợp với bột quỷ lửa là chúng ta sẽ tạo ra được mắt của Ender. Nhưng mà làm thêm cái nữa đi. Tại vì mình không tự tin là với 13 mắt chúng ta có thể xài cho tới cái stronghold á. Dọc đường nó có xác suất bể các bạn ạ. Ok, không chần chờ gì nữa, phóng luôn cái mắt của Ender đầu tiên nào. Ồ, nó bay dưỡng này các bạn ơi. Rồi luôn, con mắt đầu tiên nó bể luôn rồi các bạn ạ. Ảo thật đấy. Nhân phẩm cái quần đùi gì vậy trời. No. Mình có nên dẫn theo đen không nhờ? Mình đi bộ thì sẽ đỡ cái công đoạn là sau này một xíu. Mình dẫn em theo thì được, nhưng mà quận về mình đánh rồng xong mình phải quay lại đón em nữa. Đi mà bỏ em hoài thì cũng kỳ đó. Giờ em nhìn mình cả. Em quay mông vô mặt mình luôn rồi các bạn ơi. Thôi, hiểu rồi ha, đi mình luôn. Không sao, mình ổn mà. À quên nữa, lấy theo một ít những cái mía các bạn ơi. Tí cái mình đổi ra giấy ha. Thanh thần ơi. Trời ơi, gà núi các bạn ơi. Em lên núi em đẻ trứng nè. Trứng gà núi nha. Ảo thật đấy, coi có nở gà không. À không có. Để coi mình sẽ phóng con mắt tiếp theo. Ồ, nó dẫn hướng về hướng này các bạn ơi. Ok. Ơ, sao bể hoài vậy. Không. Nhân phẩm gì mà kỳ cục kẹo dữ không biết nữa. Ê, lại thêm một cái trứng gà núi nữa nè. Thử coi. Hi. Trời ơi. Giờ thì nín lại bay xéo về hướng bên này. Ấy lạ vậy. Không lẽ. Ui, chính xác rồi các bạn ơi. Hình như cái stronghold nó ở dưới chân mình rồi. Ở đây nè, con mắt nó ngoi lên rồi nè. Yo. Ở đây nó còn có một cái hang nữa. Ê, mình đoán là cái hang này nó sẽ dẫn tít ở dưới và maybe là dẫn tới cái stronghold luôn đó các bạn. Ôi trời, cái hang kỳ cục ấy. Không có đường xuống các bạn ơi. Vậy mình phải tự tạo đường xuống rồi. Ồ, đây rồi. Đây rồi. Chúng ta đã đột nhập thành công vào cái stronghold rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi xung quanh đây một xíu để xem coi chúng ta có tìm được căn phòng kết thúc luôn hay không ha. Ồ, đây có vẻ là đường cùng rồi. Có được cầu hang lên nữa nè. Ok. Khá là nhiều hướng nha. Ê, bên này là thư viện. Được quá cà. Để mình vô đây mình coi có sách gì ngon ngon không. Bên đây mình thấy có cái rương nè. Coi thử coi. Ồ, khá là nhiều sách đó các bạn ạ. Ok. Mẫu rèn trang trí kiểu con mắt nữa nè.
Giấy hả? Có sẵn lụm luôn. Hết rồi. Trời, cái thư viện này là thư viện nhỏ nữa, nó có chút xíu à. Yêu. Tiếp tục thôi. Qua đây một xíu. Ủa, có rương. À, không có thêm mắt của Ender rồi. Ờ, để cái rương nữa. Cũng không có mắt của Ender. Mình có 11 con mắt rồi các bạn à. Ê, kim cương. Ồ. Mình xin luôn. Sao điện thoại quay lại cái thư viện đó rồi, quách tèo. Thiệt luôn á, cái chỗ này nó quằn thì thôi luôn á các bạn à. Oh my god. Ê, mình nghe tiếng Enderman. Ủa đâu ta? Ê, căn phòng kết thúc luôn nè. Oh my gosh. Mình tìm thấy nó rồi các bạn à. Ê, nó có sẵn cho mình một cái mắt của Ender rồi. Ảo thật đây. Tính ra tới cuối cùng mình cũng đã tới lúc may mắn rồi các bạn à. Xong rồi. Yo. Vậy thì khỏi săn Enderman gần đây đi. Mình sẽ chuẩn bị đi qua The End và chiến đấu luôn các bạn ơi. Đồ đạc mình hơi đầy ha. Mà thôi không sao, chắc cũng không tới nổi đâu các bạn. Chuyến đi này sẽ hơi nguy hiểm bởi vì chiến đấu bên The End chỉ cần rơi xuống The Void là hết nữa các bạn à. Nên là hy vọng chúng ta sẽ không xui tới mức đó. Đi thôi nào. Ui. Chỗ này không an toàn lắm các bạn ơi. Áp sát vô cái đảo chính nào. Ok, làm một cây cầu thang. Nữa mình đi lên cho dễ. Rồi xong phim. Tiếp theo là phá hủy tất cả những cái pha lê end. Sao nhiều Enderman vậy? Đừng có nhìn vô Enderman nha. Không thôi là đi thiệt á các bạn ơi. Cái này có vẻ thấp nè. Để mình bắn nó trước ha. Ok. Hi. Xong phim. Dễ như ăn kẹo. Tiếp tục lên trên cao nè. Ui, chưa gì mình đã cả kìa một Enderman rồi. No. Không được rồi, ở dưới thì sẽ nguy hiểm lắm các bạn ơi. Chắc phải lên cao đi. Ui da. Ui. À, con gồng nó tấn công mình. Thiệt luôn. Thích dí lắm rồi. Có mình anh, tôi không có sợ đâu. Hội đồng thì tôi sợ chứ. Mình anh là tôi bụp anh luôn. Ok, có thêm một ngọc Ender. Mình tính lên trên cao để dễ bắn hơn á các bạn. À, đợi mình tí ha. Mình sẽ trèo lên trên cái. Ui da, bị dướng trên đầu. Rồi, lên cao nè. Ui. Ở đây nó có hơi thở. Ui, trời ơi. Không ổn rồi. Thôi được, vậy thì mình sẽ phá pha lèn theo cách thủ công đi các bạn. Ở dưới này, mà bắn lên thôi ha. Tương tự với chỗ này. Cũng như là chỗ bên này. Ok. Ui, chỗ kia hơi cao nha. Để mình lên trên cao xíu. Ui da, bị vướng rồi. Ok. Tới chưa? Ui, vẫn không tới để bắn các bạn ơi. Ồ, hướng này thì bắn được nè. Yes. Bên kia nữa. Ok. Tiếp đằng kia luôn. Alright. Ui da. Ui. Hơi thở đau quá. Ui. À, con rồng này nó canh me canh chua là nó khà hơi thở liền các bạn ơi. Cẩn thận nha. Mình sẽ đổi thêm một ít cái cầu gió nữa. Tiếp tục. Mình sẽ lên cao xíu để dễ bắn cái kia hơn. Cao xíu nữa đi. Thấy chưa? Ồ, khoảng này chắc bắn được rồi đó các bạn. Ok. Bên kia nữa. Ui, hụt. Lại nào. Ê. Ây. Trời ơi. À, mình cay con gồng này lắm rồi đó. Để mình phá hết những cái pha lê này đi, nó tới công chuyện với mình. Còn một cái trên này nữa thôi các bạn ơi. Bắn hạ nốt luôn. Được hay không đây? Ui da, hụt rồi. Chỗ đó là chỗ cao nhất luôn á các bạn ơi. Nên hơi khó ha. Và nãy giờ con rồng này nó chưa có đáp vô cái chỗ trung tâm này bất kỳ một lần nào luôn á. Cay thật. Mình set up một cái chỗ cao cao. Một tí cái mình trèo lên đó các bạn. Ok, khoảng này là đẹp ha. Gõ vô cái đầu con rồng này. Để coi nó còn gáy được bao lâu. À, tranh thủ lúc này bắn luôn cái pha lê kia đi. Ủa đâu rồi? Ủa còn không ta? Pha lê đó còn không vậy? À, như nó bể luôn rồi hay sao các bạn ơi. À, đây nè. Nó chuẩn bị đáp các bạn ơi. Đây rồi. Ui da. Ui. Trời, nó quẩy ghê quá. Ok, mình sẽ đứng ở đây và gõ đầu nó. Hả?
cái chùy mình đánh không xi nhê nó luôn các bạn ơi. Ảo vậy. Ui cái pha lê kia vẫn còn ạ. Chắc mình phải parkour lên cái tháp này rồi chúng ta sẽ phá hủy cái pha lê đó ha. Đây, đi lên theo cách này đi các bạn. Cũng khá nhanh thôi. Rồi, kế bên luôn. Bam. Hết hồi máu như cụ. Ôi, nó xuống kìa các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cơ hội để chúng ta xử lý nó đây. Trời trời trời, ghê vậy. Ôi da. À, có vẻ dùng cái chùy đập khá là khó con rồng này các bạn ơi. À. Sau này, ví dụ mình có cánh cứng thì chắc sẽ dễ hơn á. Ui, sao nhiều Enderman vậy? Oh my god. Xử hết cái đống bùi nhùi này mới đánh rồng được các bạn. Không thôi là nó quýnh mình sắp mặt á. Ok. Ui, vẫn còn một thanh niên. Oh my god. Rồi, mình sẽ thử thêm một lần nữa ha. Đánh rồng bằng cái cây chùy. Để xem coi, lần này mình sẽ chủ động lên cao hơn các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta có thể gây được tương đối nhiều đam. Ui da. Ui. Dạ. Chính xác, chính xác. Nó đã đáp xuống rồi các bạn ơi. Nhanh thủ bắn nó thêm vài mũi tên. Ok. Chuẩn bị. Lẻn ra sau mông nó. Chặt nó thôi. À, chơi 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 chơi. Cao vậy? Hả? Trời ơi, mình quăng cầu gió thất bại. Cũng hên là không mất vật tổ à. Đỡ uổng một cái các bạn ơi. Con rồng này láo thật sự á. À đây rồi. Đây rồi. Né né cái đầu nó ra. Ui. Ơ kìa. Hoài vậy. Ok, vô đây núp sẵn, vô đây núp sẵn. Ăn trái táo luôn. Rồi xong phim. Bụp nó thôi. Ơ, nó đáp xuống nhanh vậy. Trời ơi, chưa kịp đánh bao nhiêu cái hết là nó đi rồi. Tốc độ, tốc độ, tốc độ, tốc độ. Lần này mình sẽ không cho nó cơ hội bay sớm đâu. Ui, ui, ui. Trời, 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 mình bay rồi, mình bay rồi. Ui, ui. Em rồi. Lần này thì sao? Để coi coi người còn bay nhanh không? Bắn nó trước các bạn ơi. Còn vài mũi tên thôi. Rồi hết luôn rồi. Tranh thủ nào. Đây nè, đây nè. Bay nó đi. Ui da, trời, 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 bay thiệt, bay thiệt. Một chấm máu cuối cùng. Đây sẽ là cái khoảng. Ê, ê. Hả? Trời ơi. Ôi. Trời ơi, nó sắp hẹo mà nó cũng muốn lội mình theo các bạn ơi. Ôi, mình tính lên cao để lấy chớn và dùng chùy bổ nó các bạn. Nhưng mà các bạn cũng thấy rồi ha. Nó sẽ canh me canh chua nó hút mình liền. Ê, đây rồi, đây rồi. Nó chuẩn bị đáp xuống rồi các bạn ơi. Để coi, bây giờ ngươi còn gáy nữa hay không đây, con rồng kia. Kết thúc nào. Mặc dù không one shot nó được nhưng mà mình sẽ kết liễu nó bằng chùy các bạn. Con rồng cà chớn nằm xuống đi. Ôi trời trời, ui dạ, dạ. Dạ, dạ. Mình bị mấy cái con Enderman cà chớn nó dí rồi các bạn ơi. Để người ta lấy kinh nghiệm coi nào. Ây da. Quại đi. Ây, ui. Giờ thì để mình lấy cái trứng rồng. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi tới những cái đảo tiếp theo thôi hết các bạn. Đánh con rồng này đúng lâu luôn á. Rồi luôn rồi, cái trứng bay về thế giới thường luôn rồi. Màn đét ơi. Thiệt tình. Ok, bỏ cái trứng ở bên thế giới thường đi các bạn. Không sao đâu, xíu về mình tìm nó sao ha. Giờ thì để mình đi qua những cái đảo lân cận cái đã. Mục tiêu tiếp theo của mình ở bên đèn này là mình sẽ chế tạo cho mình được cái rương sugar giúp mình chứa thêm đồ á. Ok, đầu tiên là đi ra ngoài trước nè. Ui, ui, ui. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ khúc này cẩn thận nha, không gấp được. Gấp là đi bán muối liền đó các bạn ơi. Chậm mà chắc, khúc này là chậm mà chắc nè. Rồi. Tiếp theo là qua bên đây. Chúng ta sẽ lấy ngọc Ender và let's go. Qua những đảo cái bên nào. Ủa? Ủa? À đây, 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 đi rồi, đi rồi. Hú hồn, hú hồn. Để coi coi gần đây có thành phố kết thúc nào không ha. Chắc mình phải tăng cái tầm nhìn lên xíu các bạn ơi. Maximum luôn, ui kìa kìa kìa. Sau khi tăng tầm nhìn thì mình thấy gần đây có một cái thành phố kết thúc. Được nha. Có vẻ là... Ý, có thuyền kết thúc các bạn ơi. Yay.
Tính ra nhân phẩm mình cũng không tới nỗi tệ các bạn. Ôi phóng ông bệnh tới không trời. Oh my gosh. Please, please. Ừ tới tới tới. Ui mày thế. Tưởng đâu lọt ở dưới The Void rồi chứ. Rồi giờ thì mình sẽ áp sát và khám phá từ dưới lên trên ha. Hy vọng là săn được nhiều con sugar nhất có thể luôn. Kìa xa xa còn có cái thành phố bé tẹo nữa kìa các bạn. Thôi tập trung thành phố này trước đi nè. À, hai con sugar tầng dưới đầu ta. Đây 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 đây. Xử nó. Rồi có được cái vỏ sugar đầu tiên. Quá êm. Đây sẽ là con tiếp theo. Xử nó luôn. Ui da nó dịch chuyển rồi. Ok khoảng này chắc là mình lên tiếp trên kia được luôn á. Tới không? Ui da không tới. Vậy thì đi tèn tèn lên cũng được. Không sao hết. Hiện tại thì mình không còn cái cung á. Cho nên là săn trong này hơi khó ha. Kiểu phải đánh cận chiến á các bạn ơi. Ui da nó bắn rồi nó bắn rồi. Trời đất ơi. Ok hạ con này trước đi. Con này gần nè. Trời ơi nó dịch chuyển nữa. Cây thế. À dịch chuyển qua đây hả? Lụm gạo nó thôi. Có rương luôn kìa các bạn ơi. Xem thử coi cái rương này nó cho mình cái gì. Một cái nón kim cương bảo vệ. Một cái cúp cũng khá tốt nè. Nhưng mà để mình săn thêm một cái vỏ su cơ cái đã. Quá trời chật kho đồ rồi các bạn ơi. Đây. Chúng ta đã có được hai cái vỏ su cơ. Rồi mình cũng có mang theo gỗ á. Và đã tới lúc để tận dụng gỗ rồi. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống. Chế cho mình một cái rương. Kết hợp với vỏ su cơ. Xong phin. Vậy là chúng ta đã có được cái rương su cơ. Và cất đồ vô rồi. Nhưng mà một cái thì hơi ít. Làm thêm vài cái nữa. Chứa đồ mới đã. Sẵn tiện có rương luôn nè. Ngon. Ui. Mẫu rèn trang trí giáp kiểu xoắn ốc. Ngon. Ủng sửa chữa luôn. Wow. Nón bảo vệ tiếp. Ok. Bây giờ sẽ là khu vực bên kia các bạn ơi. Oh my god. Hơi fail, hơi fail. Nháp, nháp. Nháp thôi, giờ mới là thiệt nè. Cũng nháp tiếp. Ui. Oh my gosh. Bắt bà lóc qua đi cho nó an toàn các bạn ơi. Múa múa diện hồi mình nghi lọt cái tủm quá à. Ok ok. Tới nơi. Bắn bắn cái gì? Ừ. Tự bắn rồi tự hưởng luôn. Ok xuống dưới lấy cái cánh nào. Phải lấy lẹ đó. Không thôi hồi có mấy cái pha mình nghịch nghịch giống như nãy là nguy hiểm lắm các bạn ơi. Ok. Cánh cứng đầu tiên. Yay. Ồ và trong rương nó cũng có đồ kim cương nữa nè. Wow. Sắm cho mình thêm vài cái rương su cơ nữa nào. Bấm công thức một cái. 6 cái rương su cơ các bạn ơi. Xong phim. Tha hồ cho mình chứa đồ nha. Và cũng đã tới lúc để mình lấy thuốc súng cũng như là giấy. Chúng ta sẽ tạo ra những cái pháo hoa. Từ bây giờ mình đã có thể bay vèo vèo ở trên trời rồi các bạn à. Yes sir. Ok, trang bị cái cánh nha. Chủ yếu để mình lấy thêm cái đầu rồng ha. Bỏ thì ổn lắm. Ok, rồi. Bây giờ thì chuẩn bị có chuyến bay đầu tiên nào. À, ở đây nó còn có cái dạng pha thuốc nữa. Mình chưa có lấy nè. Thôi lấy về luôn đi. Đồ free mà. Chưa, để mình thử quan sát con sugar này coi được hay không nha. Wow. Được các bạn ơi. Quan sát con sugar bằng chùy được nha. Tuyệt vời chứ. Ok, bye thôi nào. Đã quá các bạn ơi. Ok, chỗ thành phố kết thúc này thì gần như mình đã khám phá sạch sành sanh rồi ha. Còn sót vài con sugar. Nhưng mà thôi chắc bây giờ mình đi về đi. Nhiều đây những cái rương sugar mình thấy cũng đủ dùng trong một khoảng thời gian rồi đó. Khi nào mà thiếu nữa nhất định mình sẽ trở lại đây và săn tiếp mấy con sugar ha. À mà tí nữa mình phải đi lượm lại cái trứng nữa đó. Thiệt luôn. Ôi trời trời trời. Wow. Bây giờ cái phần end game nó cũng đã có một chút thay đổi hết các bạn. Trời nó nhanh dữ vậy. Ok và trở về nhà rồi. Để bây giờ mình sẽ bay lại cái chỗ spawn của mình ha. Xem coi chúng ta có tìm được cái trứng hay không đây. Đi thôi nào. Kìa rồi, kìa rồi. Xa xa mình đã thấy cái cánh cổng địa ngục tàn tích rồi kìa các bạn. Gần gần khúc đó là khu mà mình spawn ra đó. Không biết là cái trứng nó có gớt gần đó hay không nè. Thiệt luôn. Áp sát lại cái đi. Ê kìa kìa kìa. I see you. Mình đã thấy cái trứng rồng rồi các bạn. Trời. Nằm trôi lôi ở ngay đây luôn nha.
ác vậy ta? Để mình coi cây đuốc mình cất ở đâu nhỉ? À, đây, cây đuốc đây. Oh, hello. Hello, đâu ra bác chân lạng đó nó vậy, what the hell? Thôi bác đi ra đi. Trời ơi, người ta đang lụm trứng mà. Thiệt luôn, bác này lì tơi. Ok, bác thích lì đúng không? Lì là cho bác ô đầu luôn. Lì lì hoài, nói không có nghe hả? Rồi, lụm cái trứng nào. Tan tan. Tuyệt vời các bạn ơi. Với cái Android mới lụm được á, mình có một cái ý tưởng trang trí này các bạn ơi. Mình sẽ thử tạo ra một cây búa giống như là búa thoi vậy đó các bạn. Quay. Cũng na ná giống á. Rồi, và nói chung trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có một chuyến đi khám phá ở DN cũng rất là thành công các bạn ạ. Mang về rất là nhiều những món đồ nè, rất là nhiều những cái rương sugar, và đặc biệt gõ đầu con rồng Ender bằng cây chùy này luôn. Quá là đã. Và sắp tới mình còn có một cái công cụ giúp mình bay lượn trên trời cực kỳ tuyệt vời, đấy chính là cái cánh cứng ở phía sau lưng mình. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Bạn nào có nhu cầu mua ạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Lên shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình sinh tồn ở phiên bản 1.21 này. Bye bye.